Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin mời đại biểu L03 Vũ Trọng Kim phát biểu tranh luận. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng. Tôi vừa nghe Bộ trưởng nói hai ba lần về vấn đề đất không sạch, cho nên là đầu tư phát triển là nó sẽ khó. Thế thì tôi hiểu là sẽ có đất bẩn, đất không sạch là đất bẩn. Chủ tịch Quốc hội vừa mới nhắc là thế thì cái kiểm tra giám sát về vấn đề này như thế nào? Từ đây thì tôi liên hệ lại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Thì chúng tôi có chất vấn rằng là hiện nay có 162.000 hectare do người Trung Quốc sở hữu trên phạm vi toàn cõi Việt Nam. Trong đó có 63.000 hectare là đất biên giới và ven biển. Thế chúng tôi có chất vấn rằng là cái việc này phải làm cho nó rõ ràng. Đặc biệt là bây giờ báo chí cũng như người dân cử tri có thắc mắc rằng là người Việt Nam tiếp tục núp bóng, mua cho người nước ngoài và chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất núp bóng như vậy. Thế thì bây giờ là cái việc đó là bộ ngành, nhất là Bộ Kế hoạch Đầu tư, để làm cho cái kế hoạch mà sử dụng đất đai của chúng ta trong phạm vi 10 năm tới, mà nghị quyết chúng ta đang có trong tay dự thảo đây, thì vấn đề đất đó thì chúng ta thấy rằng nó đã là vi phạm luật đất đai, tức là không chính danh, không đúng đối tượng, vì mua giùm mua thay. Thế thì Bộ Kế hoạch Đầu tư tiến hành vấn đề giám sát kiểm tra như thế nào, và đặc biệt là thời gian tới thì đề nghị cho chính phủ là có những cái điều gì trong vấn đề sửa luật đất đai và sửa luật đầu tư. Chứ vấn đề đầu tư như thế này thì nó không đảm bảo cho cái quá trình phát triển sử dụng đất đai của chúng ta trong thời gian tới đây. Xin hỏi Bộ trưởng và xin Bộ trưởng cho ý kiến. Xin cảm ơn đại biểu. Tôi mời tiếp một số đại biểu nữa rồi đại biểu Bộ trưởng sẽ trả lời tiếp theo. Tôi hiểu đất sạch đây tức là đất đã giải phóng mặt bằng ấy. Đất mà đất chưa giải phóng mặt bằng thì gọi là nó đối ngược với cái chỗ đất sạch. Cái này tôi để nhường cho Bộ trưởng. Còn đại biểu Vũ Trọng Kim không chất vấn Chủ tịch Quốc hội, nên Chủ tịch không trả lời câu này. Xin mời đại biểu Vũ Thị Liên Hương, Đoàn Quảng Ngãi. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi như sau, cũng tiếp theo về vấn đề liên quan đến đất đai. Theo quy định của luật đất đai thì việc giao đất thực hiện thông qua hình thức đấu giá đất. Để có đất đấu giá thì phải giải phóng mặt bằng, và để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và có căn cứ thu hồi đất thì phải có dự án đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định của luật đầu tư công thì không có dự án giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. Do đó, đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để tháo gỡ vấn đề này, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện các dự án tạo quỹ đất sạch. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Phạm Thị Kiều, Đoàn Đắk Nông. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi Bộ trưởng một câu hỏi như sau. Một trong các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 16 của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2025 là đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ. Qua nghiên cứu 7664 báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư gửi đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này thì chưa thấy có giải pháp cụ thể để triển khai nội dung này. Để triển khai theo nghị quyết của Quốc hội, xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Thành phố Hà Nội. Kính thưa Quốc hội, thưa đồng chí Bộ trưởng, tôi xin gửi đến đồng chí Bộ trưởng ba câu hỏi. Thứ nhất là ngày mai thì Quốc hội sẽ bấm nút thông qua cái đề án tái cấu trúc nền kinh tế, và trong đó chúng ta vẫn giữ nguyên trong dự thảo cái mục tiêu là có phải 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2025. Tôi cho rằng mục tiêu này sẽ không thể đạt được nếu không có một cái giải pháp đột phá nào về khung khổ chính sách và pháp lý đối với doanh nghiệp. Thế vậy thì Bộ đã chuẩn bị một cái giải pháp đột phá như thế nào? Thứ hai là cho đến thời điểm hiện nay thì nền kinh tế nước ta vẫn là một cái nền kinh tế gia công, không chỉ gia công về công nghiệp mà còn gia công cả nông nghiệp. Và do vậy, vì công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, thì chúng ta có giải pháp đột phá gì để phát triển lĩnh vực này, và chúng ta có định trình ra Quốc hội cái dự thảo về cái luật công nghiệp hỗ trợ hay không? Thứ ba là Chính phủ dự kiến gì cho đề án tổng thể để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phát triển cái khu vực hộ kinh doanh ở nước ta. Đây là khu vực kinh tế rất quan trọng và liên quan đến sinh kế của hàng chục triệu gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn đại biểu. Lần này thì đại biểu nói rất đúng giờ. Mặc dù là nêu ba câu nhưng mà cũng rất là đúng giờ. Xin mời Bộ trưởng trả lời tranh luận của đại biểu Vũ Trọng Kim và những câu hỏi được đặt ra của các vị đại biểu. Kính thưa Quốc hội, về ý kiến của đại biểu Vũ Trọng Kim liên quan đến cái đầu tư núp bóng hiện nay, đây là một vấn đề rất là lớn mà thực sự thì chúng tôi cũng chưa có điều kiện để nắm rõ một cách chính xác được là các cái tình hình thực tế ở các địa phương này ra sao. Thì với trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để tham mưu cho Chính phủ để có những cái chính sách nào theo các cái quy định của pháp luật để quản lý được các cái đất đai mà hiện nay có các nhà đầu tư nước ngoài núp bóng dưới các cái danh nghĩa của các doanh nghiệp cá nhân của Việt Nam để mà thâu tóm và đang chiếm giữ các cái diện tích đất này, và đặc biệt ở những cái vùng ven biển hay là vùng sát biên giới. Đây là những cái vùng hết sức nhạy cảm. Thì chúng tôi đánh giá, ghi nhận và đánh giá rất cao cái ý kiến này của đại biểu Vũ Trọng Kim và cho phép để chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu báo cáo lại với cả Chính phủ và Quốc hội sau. Về ý kiến của đại biểu Vũ Thị Liên Hương của Quảng Ngãi liên quan đến vấn đề mà sử dụng cái đầu tư công để chúng ta có thể giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch rồi tiến hành đấu giá. Đây là cái vấn đề mà vừa qua khi nghiên cứu trong cái đề án tách cái giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư ra khỏi dự án thì chúng tôi đã nghiên cứu đến vấn đề này. Nhưng thực tế hiện nay là đây là một vấn đề cũng rất phức tạp. Nếu chúng ta dùng cái tiền ngân sách để mà tạo quỹ đất sạch, giải phóng đền bù tạo quỹ đất sạch, nhưng chúng ta mới chỉ có quy hoạch và chưa có dự án, tức là chưa có chủ trương đầu tư, chưa có quyết định đầu tư mà chúng ta đã dùng ngân sách để chúng ta giải phóng bằng. Nếu chúng ta không đấu giá được thì đây lại là một dự án treo và dẫn đến thất thoát lãng phí rất lớn. Thế còn nếu mà đấu giá được và đưa vào một cái dự án cụ thể được thì đây là một cái rất tốt cho nền kinh tế. Thì cái này chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để có cái giải pháp nào để mà về vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, vì liên quan rất nhiều đến vấn đề này là của vấn đề luật đất đai của Bộ Tài nguyên Môi trường nữa. Thì xin phép được trả lời như vậy. Thế còn đại biểu Phạm Thị Kiều của Đắk Nông nói về vấn đề về giao thông kết nối giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, thì chúng tôi cũng hoàn toàn thống nhất và chia sẻ với cả cái ý kiến này. Thì Tây Nguyên nếu mà không được kết nối với Đông Nam Bộ hoặc không được kết nối với cả vùng duyên hải miền Trung thì chúng ta rất khó có điều kiện phát triển, vì nó sẽ chia cắt và nó cắt cứ riêng, thì cái này nó còn phụ thuộc vào trong cái quy hoạch mạng lưới giao thông của ngành giao thông vừa mới trình Chính phủ phê duyệt. Thì cái này xin phép là Bộ trưởng Giao thông cũng sẽ có cái ý kiến thêm về vấn đề này để xem rằng các cái dự án này có đưa vào trong cái kế hoạch thực hiện ở giai đoạn nào để có thể đầu tư sớm hay muộn cho vùng Tây Nguyên kết nối được với cả duyên hải miền Trung cũng như là đối với cả Đông Nam Bộ hay không. Về ý kiến của đại biểu Vũ Tiến Lộc
liên quan đến cái chỉ tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2025. Thì như chúng ta đã biết, tại nhiệm kỳ trước chúng ta cũng đặt ra cái mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020. Nhưng trên thực tế là chúng ta không đạt được. Trên thực tế không đạt được. Đấy thì bây giờ thì hiện nay thì chúng tôi cũng tính toán là trên cái cơ sở cái tốc độ tăng trưởng như vừa qua, trên cơ sở cái tốc độ thành lập doanh nghiệp, trên các cái điều kiện thuận lợi, môi trường thuận lợi như hiện nay mà chúng ta đang khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, thì chúng tôi kỳ vọng rằng chúng ta có thể phấn đấu được. Tuy nhiên như đại biểu Vũ Tư Lộc nói, đúng là phải có những cái giải pháp căn cơ và đột phá. Thì trước hết thì hiện nay là đang triển khai cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái chính sách đã nêu trong cái bộ luật này để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành lập mới và có thể hoạt động được, và phải tạo được cái thứ hai là phải tạo được cái niềm tin để các doanh nhân doanh nghiệp có thể bỏ tiền đầu tư của mình thành lập doanh nghiệp và mới tham gia vào cái đầu tư với chúng ta. Và các cái những vấn đề, những cái chương trình mà chúng tôi đang làm như chương trình hỗ trợ chuyển đổi số hay hỗ trợ chuyển đổi cho doanh nghiệp và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như là cái nghị định 57 đấy, hoặc là đầu tư trong cái ngành lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thì tất cả những cái này cũng sẽ thúc đẩy cho cái doanh nghiệp trong cái thời gian tới. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi cũng, nó liên quan đến câu hỏi tiếp theo của đại biểu là liên quan đến cái hộ kinh doanh, thì chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta phải thể chế hóa các cái pháp luật để luật hóa để liên quan đến hơn gần 5 triệu cái hộ kinh doanh của chúng ta. Có 8 triệu lao động ở đây. Thế nhưng mà chúng ta chưa được luật hóa thành một cái bộ luật hẳn nói để quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện để cho người ta phát triển, người ta đóng góp. Mà hiện nay đóng góp rất lớn. Thế nhưng chúng ta chưa có cái bộ luật nào. Thì tại nhiệm kỳ trước thì chúng tôi, chính phủ có đề xuất là đưa vào trong cái bổ sung trong cái luật doanh nghiệp. Nhưng mà Quốc hội thì đề nghị là nên tách nó ra và thành một cái luật riêng. Thì cái này chúng tôi sẽ báo cáo lại với chính phủ là trong thời gian tới chúng ta sẽ có một cái xây dựng một cái luật riêng cho hộ kinh doanh để cho có điều kiện phát triển và phát huy tốt cái tiềm năng lợi thế từ các cái hộ kinh doanh này. Và khi đó thì các hộ kinh doanh có thể lớn lên và chuyển thành doanh nghiệp, thì tạo điều kiện hỗ trợ cho người ta chuyển sang doanh nghiệp, thì cái mục tiêu của 1,5 triệu chúng tôi hy vọng là có thể sẽ đạt được nếu chúng ta có thực hiện những cái chính sách hỗ trợ cho cả doanh nghiệp, hỗ trợ cho cả hộ kinh doanh và hỗ trợ cho cả hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, thì cái mục tiêu 1,5 triệu chúng tôi nghĩ là hoàn toàn có thể thực hiện được.